dữ lắm. Gần sáng mọi người đi soi cá về á, mà đậu ghe gần cặp mé sông nè, tụi nó lấy liền à. Do đối tượng Quang này hiện tại thì đang hoạt động ở địa bàn Long An, cho nên rất mong đồng chí hỗ trợ cùng chúng tôi. Ông Quang, có mấy cái vỏ ngon lắm nè, nhận hàng đi. Đầu tháng 9 năm 2016, cơ quan điều tra công an huyện Cái Bè tiếp nhận trình báo của anh Thành về việc mất trộm xuồng, mái và vỏ lãi. Anh có nhận ra các đối tượng đó không? Dạ thưa ông, lúc đó trời tối lắm mà tụi nó bịt mặt nữa, tôi không thấy gì hết á. Cụ thể những tài sản anh mất là những thứ gì? Một chiếc vỏ lãi, một cái mái. Mà đâu phải mình tôi mất đâu, cả xóm đó ai đậu dưới sông đều mất hết á anh. Cảm ơn anh đã trình báo. Chúng tôi sẽ mau bắt được cái đối tượng để hoàn trả lại tài sản cho bà con. Dành dụm cả năm trời mới mua được cái xuồng mà giờ mất rồi, biết lấy gì để làm ăn đây nữa. Anh cứ yên tâm. Trước thông tin trình báo của người dân, công an huyện Cái Bè nhanh chóng tổ chức cuộc họp về những vụ trộm liên tiếp xảy ra. Cùng lúc đó, công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũng trao đổi thông tin về những vụ trộm có thủ đoạn tương tự. Đa số tài sản bị trộm là phương tiện mưu sinh trên sông nước của bà con miền Tây. Không để tội phạm lộng hành, ban chỉ huy yêu cầu các điều tra viên, trinh sát khẩn trương truy lùng băng trộm liên tỉnh. Khu vực nào là những khu vực giao nhau các con sông nhỏ để mà có thể di chuyển và nắm bắt được đầu mối. À, hướng kia cũng rất có thể là bọn chúng sẽ di chuyển từ đây đi rẽ các chân kênh nhỏ rồi để đó tẩu thoát. Đây là khu vực giáp ranh với tỉnh Long An. Em nghĩ bọn tội phạm có thể lợi dụng điều này để tẩu thoát. Rất có thể là như vậy. Tôi nghe đây. Báo cáo đồng chí, bà con ở xã Thiện Chí và Hồng Mỹ, Bắc A lại vừa báo mất trộm xuồng và vỏ lãi. Được rồi, tôi biết rồi. Rất có thể những tên mà thực hiện vụ trộm lần này và những vụ trộm mà chúng ta đang theo dõi cùng với một băng nhóm thực hiện. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải xuống ngay hiện trường để mà xác minh. Đó. Anh xét nghiệm mình bắt cái vỏ lãi là khi nào? Dạ, mới sáng này nè. Tôi ra ngoài sông á, tôi định thả lưới kiếm cá nè. Mà xuống đây không còn vỏ lãi. Anh coi bắt hết tụi nó giùm tôi đi. Chứ có cái vỏ lãi à, để đi kiếm ăn à, mà tôi nó cũng lấy nữa. Đây là khu vực mà có khá là nhiều điểm giao nhau giữa các khúc sông, cho nên rất có thể là bọn chúng đã lợi dụng địa hình sông ngòi chằng chịt để mà dễ dàng tẩu thoát. Vậy là chỉ có người địa phương ở đây mới rành khu vực ở đây, cho nên bọn chúng mới ra tay nhanh và gọn như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là giả thiết thôi. Các đồng chí hãy tiếp cận những người dân, đặc biệt là những người có thể là đã từng chạm trán với bọn chúng, để tiếp cận thu thập thêm thông tin và để xem có thể là nhận dạng thêm một số đặc điểm khác hay không.
Rõ. Các đối tượng này lợi dụng cái việc đi soi trên các tuyến sông, tại vì địa bàn Cái Bè là sông, địa bàn Cái Bè rồi Tân Thạnh, Long An và Tháp Mười, Đồng Tháp thì sông gạch rất chằng chịt. Thì đối tượng này, nhóm đối tượng này là lợi dụng cái việc mà đi soi cá dưới ghe, dưới vỏ lãi, đi soi cá trên các tuyến sông thì trên đường đi soi vậy thì để ý mấy cái vỏ lãi mà người ta đậu dưới sông mà không có người trông giữ, thì nhóm đối tượng này là khảo sát một thời gian, thấy là thực hiện hành vi trộm được thì tiến hành trộm. Gần đây trong khu vực xã mình có thường xuyên xảy ra các vụ trộm như thế này không? Dạ xưa giờ không có, nhưng mà dạo gần đây thằng em ở xóm trên á là bị mất cái ghe, tụi nó canh me dữ lắm. Gần sáng mọi người đi soi cá về á, mà đậu ghe gần cặp mấy sông nè, tụi nó lấy liền à. Anh có nhớ ngày anh chạm trán cái đối tượng thì cái đối tượng nó còn hỏng bao nhiêu người không? Băng của nó thì bao nhiêu người tôi không biết, nhưng hôm bữa tôi mất trộm á thì nó có 2 thằng. Anh có nhớ trong các đối tượng đó thì có những đặc điểm gì không? Có thằng nó cao như tôi vậy nè, ốm như tôi. Còn một thằng á thì nó có xăm mình mà tóc nó nhuộm màu vàng nữa. Trong thời gian công an huyện Cái Bè khám phá băng trộm đường sông thì công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát hiện một đối tượng đang dùng một chiếc vỏ lãi có đặc điểm giống như chiếc vỏ lãi bị mất ở xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Nhận định các đối tượng hoạt động có tổ chức trên địa bàn liên tỉnh, ban chỉ huy cử ngay một mũi trinh sát qua Long An phối hợp điều tra. Em hỏi, đây có phải là nhà của anh Trí không? Dạ, tôi là Trí này, có gì không anh? Tôi đến từ phòng cảnh sát hình sự huyện Cái Bè. Dạ. Chúng tôi tình nghi đây là một trong số những chiếc vỏ lãi bị trộm ở Cái Bè. Ồ, anh nói gì? Cái này là tôi mua chứ đâu có trộm cắp gì đâu anh. Anh mua của ai? Ở đâu? Tôi mua của thằng Quai á. Thằng này nó chuyên bán xuồng cũ với máy cũ mà giá mềm lắm. Pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ nhân thân của đối tượng là Nguyễn Phước Quai, sinh năm 1986, ngụ ở Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Quai được xác định là đối tượng chuyên tiêu thụ hàng gian. Mà thấy cái chuột vỏ này á, ngon á. Mày kê giá cao cao nha. Tao biết rồi. À, nè. Gửi trước anh em mới uống phê, nào xong tao báo nha. Ok. Rồi, xong. Đi nha. Rất giống với đối tượng mà trước đó anh Thành đã mô tả. Rất có thể đây là các đối tượng mà chúng ta cần tìm. Đồng chí hãy nhanh chóng theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng tóc vàng này. Do đối tượng qua này hiện tại thì đang hoạt động ở địa bàn Long An, cho nên rất mong đồng chí hỗ trợ cùng chúng tôi để bám sát đối tượng này. Rất sẵn sàng. Sau khi xác lập chuyên án thì bằng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh thì phát hiện là nhóm đối tượng này có liên quan tới một số đối tượng và tài sản bên phía huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Cho nên là đội hình sự là cung cấp đối tượng cho công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để tham gia phối hợp. Phía công an huyện Tân Thạnh phát hiện là đối tượng Quai
tiêu thụ cái vỏ lãi ở bên khu vực huyện Tân Thạnh, cho nên là công an huyện Tân Thạnh tiến hành bắt đối tượng Quay này và đồng thời thông báo cho cái công an huyện Cái Bè biết phối hợp. Cơ quan điều tra công an huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang và công an huyện Tân Thạnh tỉnh Long An đã thống nhất phương án phối hợp tác chiến nhằm bắt gọn đường dây của băng trộm đường sông. Nguyễn Phước Quay, cơ quan điều tra chúng tôi tình nghi anh tiêu thụ xuồng ghe cho trộm cắp gần đây tại tỉnh Long An và Tiền Giang. Trộm cắp gì đâu cán bộ ơi, tôi mua bán xuồng ghe, ở sớm ai cũng biết hết mà. Vậy thì những chiếc xuồng ghe do anh tiêu thụ có nguồn gốc từ đâu? Thì người ta bán rẻ nên tôi mua lại, với lại tôi buôn bán nhỏ lẻ, chứ đâu phải cơ sở kinh doanh sản xuất gì đâu mà có giấy tờ với nguồn gốc. Tại nhà của anh, chúng tôi thu giữ được rất nhiều tang vật mà trước đó người dân đã báo mất. Anh giải thích sao về điều này? Tôi không có ăn cắp đâu cán bộ ơi. Tôi mua lại của nhóm của thằng Sang á. Tại tôi thấy nó bán rẻ quá nên tôi ham. Vậy anh có biết nhóm người đó hiện giờ đang ở đâu không? À, nó nói á là cuối tuần này á, nó lại nó giao cho tôi nè. Mọi hoạt động của băng nhóm đều bị các trinh sát theo dõi sát sao. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đối tượng lần lượt được xác định là Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1982, ngụ tại xã Thiện Ký, huyện Cái Bè, Võ Văn Tiến, sinh năm 1984 và Trần Văn Hậu, sinh năm 1973, cùng ngụ tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè. Khó khăn từ cái thủ đoạn của nhóm đối tượng nó thực hiện như vậy và vào ban đêm. Do vậy mà rất khó phát hiện. Thời gian nó kéo dài cũng mấy tháng, rất khó phát hiện. Đến khi mà mình phát hiện thì cái việc nó trộm nó cũng tương đối cũng một số tài sản rồi. Cái đó là cái khó khăn mà dẫn tới cái việc mình khám phá nó khó chuyên án. Một cái nữa là sau khi trộm xong á là nó đem địa phương khác nó tiêu thụ. Vì vậy là mình rất khó phát hiện. Thanh Sang, toàn bộ những cái tài sản mà sau khi trộm được thông thường đem về nhà nó, đem về nhà nó bữa trước được bữa sau thì nó chuyển đi chỗ khác. Như giả sử như chuyển qua địa bàn của Tân Thạnh Long An hoặc là Hậu Mỹ Bắc của Cái Bè, nghĩa là ra khỏi địa phương để là nhờ những đối tượng có liên quan nó tiêu thụ. Quan trọng nhất là cái quần chúng nhân dân, phong trào của quần chúng nhân dân. Chính từ trinh sát địa bàn,
xuống địa bàn rồi làm công tác nghiệp vụ và gần gũi quần chúng nhân dân, thông qua quần chúng nhân dân là cung cấp nhiều cái thông tin về nhóm đối tượng này. Thì kết quả đấu tranh cho đến nay á, thì mình đã là công an huyện Cái Bè, phía bên Cái Bè làm rõ được 10 vụ trộm vỏ lãi. Bên huyện Tân Thạnh là làm rõ được là 12 vụ trộm vỏ lãi. Ông Quay, có mấy cái vỏ ngon lắm nè, nhận hàng đi. Võ Văn Tiến, anh có biết hành động của anh có thể bị truy tố thêm tội chống đối người thi hành công vụ không? Dạ, mọi kế hoạch là của ông Sang, em chỉ người làm theo thôi. Từ địa bàn hoạt động tới chỗ thu mua là do ông sắp xếp hết á. Đồng bọn của anh đã khai nhận hết rồi, anh còn muốn nói gì nữa không? Phải, là do tôi cầm đầu, do không có tiền tiêu xài nên tôi trộm cắp rồi bán rẻ lại cho người khác. Các đối tượng đã lợi dụng địa hình dùng sông nước và sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Mặt khác, băng nhóm này đã thực hiện hành vi rất tinh vi. Từ việc phân công nhiệm vụ lấy trộm vỏ lãi và máy đến khâu tiêu thụ tài sản, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm và sự phối hợp nhịp nhàng giữa công an hai tỉnh Long An và Tiền Giang, băng trộm do Sang cầm đầu đã bị triệt xóa ngay trước thềm Tết Nguyên Đán năm 2017.